Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe 24 giờ của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Honda HR-V ạ. Chiếc xe Honda HR-V nó sẽ có hai phiên bản cho em lựa chọn là bản G và bản N ạ. Cũng như là video này em sẽ giới thiệu luôn cho anh em về tổng trên bánh cho anh em ở nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh cho cả hai phiên bản. Cũng như là em sẽ giới thiệu cho anh em về các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 6 này cho anh em đấy ạ. Còn anh em nào muốn được review xe hay cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để sẽ lên cho anh em các chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn những anh em nào chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em nhé, để sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em nhé. Ok, vậy thì em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho anh em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HR-V bản N ạ. Nó cũng là bản cao cấp nhất của dòng xe Honda HR-V đấy ạ. Với giá niêm yết nó đang là 866 triệu anh em nhé. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 766 triệu, tức là giảm giá cho em là 100 triệu tiền mặt, ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 70 triệu phụ kiện nữa anh em nhé. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại như thế nào thì em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình ấy. Chắc chắn giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhé. Vậy thì chiếc xe Honda HR-V bản L này áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt này thì lăn bánh Hà Nội giờ đang là 893 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 289 triệu thôi anh em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 857 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 254 triệu thôi anh em nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 875 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 272 triệu thôi anh em nhá. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số chi phí mà em chưa tính vào cho anh em đó là chi phí mềm hay gọi là chi phí lót tay. Từ lót tay thuế, đăng ký, đăng kiểm, công an, mỗi một tỉnh nó chi phí khác nhau nhá. Nhưng con số nó không phải quá lớn đâu ạ, nó chỉ là vài triệu thôi anh em ạ. Còn một số các chi phí mà em chưa tính vào nữa đó là bảo hiểm thân vỏ, bởi vì bảo hiểm thân vỏ đối với thẳng nó bảo hiểm tự nguyện ạ. Còn trả góp thì trong chi phí này em đã tính vào cho anh em là mỗi tối thiểu là 1 năm rồi anh em nhá. Ok, tiếp theo cuối cùng em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Honda HR-V bản G. Nó cũng là bản thấp nhất của dòng xe Honda HR-V đấy ạ. Với giá niết nó đang là 786 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang giảm giá cho là 100 triệu tiền mặt, giá xuống còn là 686 triệu. Ngoài ra sẽ là tặng cho em thêm là 70 triệu phụ kiện nữa anh em nhé. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em nhé, qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá lúc nào tốt nhất thị trường cho em nha. Vậy thì chiếc xe Honda HR-V bản G này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 803 triệu ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 263 triệu thôi anh em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 769 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 229 triệu thôi anh em ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 787 triệu đối với thẳng. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 247 triệu thôi anh em nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe và tổng trên bánh cho toàn bộ của dòng xe Honda HR-V rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Honda cũng như các hãng xe khác nhau ạ. Như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.